Gia đình mình sao đi chơi mà mất mặt dữ vậy mẹ? Còn bớt chậu búa là con cãi cha mẹ cắm đường con hư. Gia đình mình mẹ coi chỉ kìa. Con thương mẹ, con thương mẹ. Vô mẹ, chỗ ngồi mẹ. Mẹ qua đời khi cậu vừa lên nôi. Trung ơi, đưa mẹ về chữa bệnh. Nghe về đi bác công, để cô nói hoài. Người ta ước hiếp mẹ. Thôi không sao đâu mẹ. Có đồng bọn của người ta nữa à, chú Tể. Chú Tể mà cái gì phải có cái lý do. Em không muốn nói nhiều. Tại vì Thành ơi, em chưa bao giờ đớt hết trơn á Thành. Em không có lý do gì để mà tự nhiên mà dện một cái áo mà bông như thế này. Rồi nói là em lạc loài so với hai cái bánh da lợn kia. Kệ em ơi, thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Bông này bông sao giả được, tươi như thế này. Bông giả làm sao mà thu hút được con hổ này. Thôi kệ, cọp beo hổ báo gì bữa nay coi chừng em bị người ta xa lánh đó nghe Thành. Không có xa lánh đâu, anh coi đi lát nữa đồng bọn em kéo ra đông lắm. Để coi coi lát hồi còn muôn thú từ rừng nào tràn về nữa. Nghe. Bữa nay là hứa hẹn là sợ thú đó. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay, Ali Hoàng Dương và Trúc Nhân. Ê quýnh lộn không? Bạn sao? Tao chọn đó. Ê cái gì? Li 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 li. Không, em phải coi hết em mới chọn. Chưa li li vậy mà. Vậy đi ha, mình công bằng nha. Như vậy có nghĩa là các bạn vẫn không chắc chắn lắm về bạn này đúng không? Li 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 li. Biết sao không? Mình mà coi hết nhiều khi mình trễ hơn người ta. Cái gì mà li 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 li? Bài hát vậy. Li 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 thật là hay. Biết sao không? Hồi nãy cái cô bé số 1 mình nói cái cảm nhận về cái sự mà trắng trẻo mà dễ thương gì á. Miễn quá. Rồi sao bữa nay tôi giống như là đi chợ bà Chiểu vậy? Còn bớt chậu búa là kìa. Gia đình mình mẹ coi chỉ kìa. Thương cái gì? Không. Cái gì? Muốn gì? Trúc Nhân đang muốn chọn một con số. Ê, muốn gì? Em chọn đầu tiên. Ê, muốn gì? Chọn. Em chọn trước. Ali, Li chọn đi Ali. Em chọn một. Đi về Ali. Đi về. Nghe nó nói cái là quýnh lên. Đi về. Chưa cái gì hết trơn. Nghe người ta làm một cái là quýnh lên nè. Phan Khoa nó nghe nè, bộ tháng 7 giật cô hồn hả? Cái gì mà trà lên đây nè, có mâm trái cây này, nhảy lên giật. Đây là một người đánh đàn giỏi chứ hát không được. Tại sao? Anh ta rất quan tâm đến những gì xảy ra trong clip. Anh ta đang đứng, chúng ta vừa coi xong anh ta. Trời, mình thiệt tình. Trung ơi, đưa mẹ về chữa bệnh. Về đi bác công, để cô nói hoài. Người ta ước hiếp mẹ. Thôi không sao đâu mẹ. Vậy thì Trung nhận xét điều gì? Em thì nghĩ là bạn này có lẽ là sẽ đàn giỏi, nhưng mà hát hay không thì mình chưa biết. Em có niềm tin là bạn này hát hay. Cái gương mặt này anh cũng nghĩ là sẽ hát hay đó. Không, em cũng nghĩ hát hay đó, tại này sáng sủa. Ok. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Ủa, gia đình ba phải. Mẹ dạy sao thì con nghe vậy thôi chứ. Dạy con hồi nào. Đi đâu vậy anh? Con thương mẹ, con thương mẹ. Vô chỗ ngồi mẹ. Mẹ qua đời khi cậu vừa lên nôi. Mẹ ngồi đó đi. Mẹ chết cho mấy con vừa lòng. Dạ thưa anh, con cái nhà em nó hơi ngu ngơ, nó không có biết chuyện. Thôi anh đếm 1, 2, 3 tụi em dơ đúng cái ngón tay mà tụi em này hát dở nhất trong khu vực này nghe. Các bạn dơ không? Bây giờ ở đây có số 1 nè, số 4 nè, số 5 nè, số 7 nè. Thì dơ tay vậy thôi nè. Dơ tay nha. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Trời ơi. Y như tụi nó chơi game show vậy đó. Giơ tay lên. Tay giơ 10 ngón tay. Em chọn số mà mọi người chọn. Số 5. Đó là ý kiến của toàn dân. Mẹ hay quá. Đây. Mẹ mà. Dạ sao vậy anh? Hãy nhìn về gia đình họ đi. Dạ. Đó. Kể cả bên đội mình cũng là gián điệp bước vào đội mình để chia nè. Gián điệp. Gián điệp. Đúng chưa? Dạ. Thì ra là vậy. Ghê quá. Còn họ nói họ chọn số 5 là cái chuyện đó là chuyện họ chọn thôi. Còn chúng ta phải chọn con số mà họ nói hay. Đúng chưa? Dạ đúng. Đó là con số. Con số 7. Trời ơi. Được. Ê trời. Ê kìa. Anh không nói tiếng nào hả? Chứ anh không, anh đền 2 triệu. Anh ơi, không bàn gì với em luôn á. Bởi vì người ta đã cho rằng em là gián điệp. Đó là quả báo của em. Quả báo cái gì? Em ly tán gia đình hả? Em bỏ qua bên kia, em hành hậu cho nó đi. Anh đẩy em qua bên này mà. Bây giờ là mình chốt con số ta rồi nghe. Mọi cái gia đình xào xáo gì đó về nhà mình giải quyết nội bộ. Càng nói càng làm mình càng tay trét nhau nhiều hơn đó. Anh nghe bàn với em kêu số 7 luôn. Cho vừa quả báo nhỡn tiền. Em thì em đang trông đợi một tiết mục giọng cổ thiệt hay á. Đó đâu. Cho nên anh suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại thử coi. Giọng cổ là bạn số 7 nè. Bạn số 7 không phải giọng cổ đúng hả anh? Sai nữa hả? Thôi, giờ em ngủ. Cái đó không phải sai mà cái đó là xàm nha em. Số 7 mà hát giọng cổ, cái gì mặc bộ đồ nó hát giọng cổ. Gia đình mình sao đi chơi mà mất mặt dữ vậy mẹ? Mất mặt quá mẹ buồn. Mẹ đừng dẫn tụi con đi theo. Bây giờ nói cái gì đó gỡ gạt lại đi. Thí dụ không phải số 5 là ai coi coi. Tưởng tỏ ra không nguy hiểm, nó ghê lắm. Nó ghê lắm. Biết cái gì mà nó Otis nó không thích mình nữa. Số 2. Yeah. Số 2. Why? Nghĩ như vậy mà. Chỉ đơn giản là nghĩ như vậy thôi. Con cãi cha mẹ cắm đường con hư. Xin cho anh giây phút yên bình, để em chơi được yêu. Xin cho anh giây phút yên bình, để em chơi được yêu. Anh đã sống trong vỡ vụn, một em đau như xưa. Như em đã nói, as I told you before. Lêu 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 lêu, thật là li li li. Sao không dám nhìn thẳng lên em? Dạ. Cãi chưa? Con cãi cha mẹ trăm được con hư. Đánh nó mẹ, đánh nó, đánh mày á. Mày nãy làm chi rồi mất 2 triệu đồng. Thì anh Nghĩa anh kêu đó. Trời đất ơi, tôi nói tiếng nào trời. Trời á, anh kêu là phải có trai có gái. Anh Nghĩa thì anh nói để đề nghị vậy thôi. Còn cái chuyện chọn hay không là do em, chứ anh đâu có ấn cái số 2 vô miệng em đâu. Sao mà tụi em dám làm trái ý anh? Anh không hề nói cái gì hết trơn trời. Anh mới có chồng một loại 2 hết. Hai bạn gái thấy thương thấy tội nghiệp. Suy nghĩ lại thôi, anh chỉ đề xuất. Còn cái chuyện quyết định là do em. Mà sao Ali năm nay nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23 tuổi mà không có chính kiến. 23 tuổi mà chối bỏ những việc mình đã làm sai. Đúng. Đúng chưa? Người ta đây, cậu này đang chuẩn bị bước vào một thời kỳ đi học và cần một số tiền lớn là 10 triệu đồng. Bây giờ em đẩy tại vì em đưa có 2 triệu, người ta sống sao? Thôi thua rồi. Thua. Ăn ở về ác quá. Chắc con mình nó tròn á. Anh như em là anh nhảy xuống biển anh chết á. Tôi là em của anh nè. Để anh hỏi Trúc Nhân nha. Thời gian bắt đầu. Chính giữa. Mặt kìa. Hết giờ mẹ. À, hết giờ còn 20 giây. Để mẹ hỏi. Nó nói cứ vậy rồi cái nơi đây hả? Hỏi 19 mẹ giây. Ơi 15 giây. Để mẹ. Chính giữa. Dạ. Em đó, anh hỏi em đó. Ok anh. Lẹ lên. Không mấy mẹ lẹ chút. Rồi đó, bố đừng có khiêu mẹ. Mày làm phức tao thêm mấy giây nữa rồi đó. Trời ơi, nói đi. Đó nè, hỏi nè. Chính giữa. Nè em, anh nghe anh hỏi nha. Hồi nãy á. Mẹ mà không phải mẹ, tôi đánh mẹ rồi. Em muốn đánh thiệt luôn á. Anh muốn gì Tiền? Giờ tôi thua đủ với anh luôn nè. Hồi nãy tôi định hỏi được là do em chen vô. Không, đó. Anh lương lẹo quá, em muốn em kỳ quá à. Anh Nhân, em có ý kiến. Nói. Em sẽ đưa góp ý cho anh. Thứ nhất nè, là ngày hôm nay á thì rồi, qua. Bây giờ á, đơn giản thôi. Bây giờ anh hỏi em nè, muốn hát hay là muốn hát vui? Vui đi anh. Không, khoan đã, em vẫn muốn nghe thằng Út nó nói cái gì. Nói. Quên. Trời ơi. Trời ơi, em bên đó nó cố tình nó đâm trọt cái nhà bên đây. Xin lỗi mấy chị, con cái em nó vô tri.